Chào các bạn đã đến với kênh Hoang Dã TV. Giờ trời đã trở về chiều rồi. Cái chỗ này là cái chỗ hôm bữa mình quay cái clip mà con rắn rục kim nó ngụy trang á, thì mình có nói là mình đặt một cái bẫy rắn ở đây. Thì hôm nay cũng tới ngày đi thăm nó nữa rồi. Cái chỗ này nó cũng còn một cái dãy cái cây rậm rạp. Thì cuối năm ngoái thì mình có thấy ở đây nó vẫn còn một cái xác rắn cũng khá là to, nó lột. Thì cũng là năm nay mình tới đây mình đặt một cái bẫy, cũng cái bẫy bữa trước thôi nha các bạn. Chỗ mình bẫy là nó nằm kế bên một chỗ người ta trồng rau sạch, ra dặn lưới các bạn. Đây. Cái trái này là trái bình bát dây nha các bạn. Trái bình bát dây người ta hay kêu là trái dưa chuột á. Có thể người ta có người ta kêu trái dưa chuột. Trái này là chim chào mào hay là mấy con chim quằn quạch hay là quạch mốc là rất là khoái ăn. Các bạn thấy nó ăn nó xả ra đây này. Đấy, nó xả ra đây này. Cái này mà mình lấy mình bẫy chim là rất là hiệu quả. Bẫy chim chào mào á, là có cái trái đó là bẫy nhận. Đây, bẫy mình ở đây các bạn. Thấy không? Đây, thấy không? Mình lấy cái bao mình chùm lại thôi, chứ mình không có cột luôn. Chỗ này rất lý tưởng ha các bạn. Nó nằm ở dưới một cái mương nước mà mùa này thì nước nó chưa có, đầu mùa mưa thôi, nó hơi ẩm thôi. Có một em này các bạn, bỏ vào đây rồi, sẵn đầu mùa các bạn, nó nhỏ thôi, mình mang ra ngoài nhé. Đấy các bạn, nó ăn con chuột rồi, nó nhè ra đây luôn này nè, nó không nuốt nữa, nó không nuốt được rồi nó bỏ con chuột ra đây luôn. Con này chắc độ nửa ký thôi. Rắn này chắc rắn mùa năm ngoái nha các bạn, rắn mùa trước, nó sanh đẻ mùa trước chứ không phải con rắn lớn. Con rắn này con rắn thứ hai nha các bạn, mình chỉ có hai cái lồng thôi, ấy một cái lồng thôi các bạn, mình đặt hai lần nha. Đấy các bạn thấy cái hòm lật thì mình đây nè, hòm lật này là mình làm để cho chuột nó khỏi kéo rác vô nha. Thôi mình cũng không có bắt nó làm gì hết, thả thôi các bạn. Chủ yếu là đầu mùa bẫy cho vui thôi. Tháng này là tháng mình bẫy vui thôi, chứ mà tháng này mình cũng không có bắt nó, cũng không có ăn rắn đó. Nếu mà rắn này rắn lớn đó, thì mùa này là nó mùa nó đang bắt cặp và nó đẻ, nên cũng mình cũng không có ăn. Ghiền thì ghiền quá thì đi bẫy vui thôi. Con này thì cũng nhỏ, chưa có tới tuổi để đẻ đâu. Chắc phải tới cỡ tháng 9, tháng 10 thì may ra nó mới đẻ ha các bạn. Thả thôi các bạn ơi. Một tay mình làm nó hơi khó. Đây các bạn. Để mình cho nó ra từ từ. Nó tầm nửa ký nha các bạn, không lớn, rắn nhỏ thôi. Ừ.
mình bẫy là cho vui thôi nha các bạn, chứ mình không có buôn bán, không có ăn gì nhiều, nên các bạn đừng hỏi mình là giá rắn bao nhiêu nha, mình không có rành cái vụ đó lắm. Có thể mình biết thôi nhưng mà mình cũng không có bán. Các bạn vậy ha. Con này là rắn hổ vệ nha các bạn. Rắn hổ vệ hoặc là rắn long thừa. Trong Nam này kêu long thừa, hổ hèo, hổ vệ. Ngoài Bắc ta kêu hổ châu, ráo châu nha các bạn. Cũng tầm nửa khí thôi. Cánh đấy, rồi cánh mình đấy. Thôi thả ra các bạn. Đầu mùa bẫy cho vui thôi. Mình ra chỗ trống rồi mình thả nó cho nó chạy. Rắn này là rắn không có độc nha các bạn, nó cắn cũng không sao. Nhưng mà cắn làm chi cho nó, để cắn làm chi cho nó chảy tay. Nhiều con nó cũng dữ lắm. Nó cũng cắn tập 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 tập, cắn cũng dữ. Nhưng mà nhìn chung mấy con rắn này nó tương đối nó lành. Đây này, các bạn thấy không? Đây này, cái xác rắn đó nè. Không lẽ là cái con mình bắt là cái con này đây các bạn. Không, con này to hơn các bạn, con này nó dài hơn. Bạn thấy đó, cái này là xác rắn mới nè. Rắn nó lột xong là nó đói bụng rồi nó đi ăn liền nè các bạn. Đây, nãy mình vô mình không để ý, giờ mình đi ra mình mới thấy. Rắn nó, khi rắn nó lột da xong là nó đói là nó đi ăn. Và lúc đó mình bẫy rất là dễ dính. Đầu mùa nó cũng rất là dễ dính rắn. Mang lồng vào luôn đó, tí nó khỏi của vô. Đấy. À đây nha các bạn. Đấy. Đấy, cánh mình đấy. Đấy, cánh mình đấy. Cánh nhiều cánh. Thôi thả nha các bạn. 1, 2, 3. Rồi, chúc các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Quan Hồng Phúc của kênh Hoang Dã TV. Bắt rắn rồi thả.